đài Khải Tượng TV trân trọng kính chào quý tổ tư của Chúa, trân trọng kính chào toàn thể con cái của Chúa và các thính giả nghe đài. Hôm nay chúng ta có cơ hội đi du lịch qua thành phố Jerusalem, là thành phố thủ đô của nước Do Thái. Và chúng ta đã biết rằng Jerusalem là một thành phố đã được thành lập từ thế kỷ trước, 4 thế kỷ trước, khi Chúa Giêsu đã giáng sanh. Và thành phố này đã 2 lần bị hủy diệt, bị vây hãm 23 lần và bị tấn công 52 lần, bị chiếm đi chiếm lại 44 lần. Hiện nay nó vẫn nằm ở tâm điểm của cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine. Trong trận chiến 6 ngày, Israel đã chiếm hoàn toàn lãnh thổ Jerusalem và tuyên bố thành lập thủ đô Jerusalem là thủ đô của mình. Điều này không được cộng đồng quốc tế thừa nhận một cách rộng rãi, và Mỹ đã là quốc gia duy nhất có đại sứ quán đóng ở Jerusalem. Và hiện nay có khoảng 20 vạn người Palestine sống ở phía đông Jerusalem với một triển vọng thiết lập miền này thành thủ đô tương lai của nhà nước Palestine độc lập. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì lời của Đức Chúa Trời đã hứa rằng ta sẽ giao cái mảnh đất này cho dân tộc Do Thái, và dân tộc này sẽ chẳng bao giờ bị nhổ khỏi đất của mình. Tại sao chẳng bị nhổ? Có lẽ vì ngày Chúa Giêsu tái lâm đã gần rồi, cho nên nó chẳng hề bị nhổ khỏi. Nếu Chúa chưa đến thì chắc rằng Chúa sẽ cho dân tộc Do Thái đi du lịch một thời gian nữa. Rồi Jerusalem là cái thành phố, là một thánh địa chung của 3 tôn giáo. Nó lưu giữ nhiều di tích tôn giáo và điểm hành hương hàng năm là thánh địa quan trọng nhất đối với Do Thái giáo. Người Do Thái theo Kinh Thánh tiếng Hebrew thì chính nơi đây vua David là vua của Do Thái đã xây dựng thủ đô và vương quốc Israel thống nhất, và vua Salomon đã xây dựng. Rồi đến thời đầu tiên thuộc Do Thái giáo. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng Cơ Đốc giáo theo Kinh Thánh Tân Ước đã lược thuộc lại Jerusalem. Chính Chúa Giêsu đã chịu chết và ngay tại đây, và nó có ý nghĩa đặc biệt với Cơ Đốc giáo. Rồi sau đó thì chúng ta thấy một tôn giáo thứ ba nữa, đó là Hồi giáo. Trong Thiền Thánh Hồi giáo dòng Sunni, đây là thành phố quan trọng thứ ba sau Mecca và Medina, bởi theo Quran đây là điểm dừng chân trong hành trình đêm kỳ bí của ông. Do đó khu vực cổ thành đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới vào năm 1981. Theo lịch sử, Jerusalem có lịch sử lâu dài. Theo truyền thuyết Do Thái, vua David hậu duệ của tổ phụ Abraham đã chinh phục thành phố này từ người Jebusic. Rồi theo những đồ vật khảo cổ đã tìm được, sự định cư tại Jerusalem bắt đầu tồn tại 3.000 năm về trước Công Nguyên. Rồi theo những nguồn tin, tức lịch sử, thành phố được nhắc đến lần đầu tiên vào những năm
2000 năm trước công nguyên. Lúc đầu thành phố được xây dựng và sáng lập nên bởi người Canaan và trở thành thủ đô của vương quốc, và thực thể vương quốc Israel thống nhất vương quốc Juda và Jude trong thời kỳ đền thờ thứ nhất và thời kỳ đền thờ thứ hai. Và thành phố này vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng là thủ phủ đất thánh trong thời kỳ thống trị của người Hồi giáo. Jerusalem là thành phố linh thiêng nhất của Do Thái giáo và có ý nghĩa đặc biệt với Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Từ năm 1948 cho đến năm 1967, phần phía Tây của Jerusalem được quản lý bởi Israel như thủ đô của đất nước, và trong khi phía Đông Jerusalem được quản lý bởi Jordan và thành phố hợp nhất lại bởi thắng lợi của Israel trong chiến tranh 6 ngày. Mặc dầu địa vị thành phố vẫn bị tranh chấp, luật của Israel từ năm 1980 tuyên bố Jerusalem như thủ đô vĩnh viễn, không bị chia cắt của người Do Thái. Thế thì, trong khi Đông Jerusalem lại được cho là thủ đô đang được chờ đợi của đất nước Palestine sau này, vào khoảng tháng 12 năm 1990, thì ông Sarahat đã đến ngay tại đất của Jerusalem, cách đó vào khoảng 12 cây số. Thì ông đã đưa tay lên và dõng dạc nói rằng Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem là thủ đô của dân tộc Palestine. Thì hàng vạn cánh tay đã đưa lên và cũng hô mạnh lớn tiếng Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem là thủ đô của Palestine. Thưa quý vị, việc đó có thành hay không? Thì theo căn cứ của lời của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời hứa Jerusalem sẽ chẳng bao giờ bị mất. Khi họ đã trở về ở, thì họ sẽ ở mãi mãi. Họ trồng vườn nho, lúa mạch và những thứ khác ở trên Jerusalem, và chẳng bao giờ thay đổi. Và hiện nay, cái số dân ngay tại Jerusalem vào khoảng 904.900 người. Jerusalem là cái thành phố cộng đồng không cộng đồng tiêu biểu cho nhiều dân tộc, tôn giáo và những nhóm kinh tế của xã hội. Khu vực được gọi là thành phố cổ, được bao vây bởi bức tường thành và bao gồm 4 khu: Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và Armenia. Chúng ta thấy đây là cái thành phố Jerusalem, là thành phố kết nghĩa với thành phố New York từ năm 1993. Khi đến địa điểm Jerusalem thì chúng ta không thể nào bỏ qua 10 cái điểm này, để vì nó rất đẹp và đồng thời nó cũng là một cái nơi cổ kính đáng cho con người của chúng ta đến để thăm viếng. Chúng ta có thể kể là Haram al-Sharif, hoặc là bức tường than khóc, bảo tàng Israel, hay là khu phố Armenian. Trước hết thì chúng ta đến với cái chỗ là gọi Haram al-Sharif. Vậy thì Haram al-Sharif nó còn gọi là khu núi đền, nằm ở phía đông nam thành phố Jerusalem. Tại đây có đền thờ với mái vòm đất vàng biểu tượng cho
nổi tiếng bậc nhất. À, bên dưới mái vòm vàng có cái tảng đá thiêng, nơi được người Hồi giáo tin là nhà tiên tri Muhammad trở về thiên đàng sau khi chết. Rồi chúng ta cũng lưu ý những du khách đến Haram Asharif mà không theo đạo Hồi giáo chỉ có thể vào bên trong bằng cổng phía Tây. Một địa danh khác đó là bức tường than khóc. Đó là bức tường than khóc. Vậy thì cái bức tường than khóc thì người Do Thái đã rất tôn sùng cái nơi này vì đây là phần duy nhất còn của một công trình lịch sử và là niềm tự hào của họ. Hàng năm thì bức tường này vẫn đón tín đồ của Cơ Đốc giáo, của Cơ giáo, của Hồi giáo hay là Do Thái giáo và những tín đồ không có tôn giáo đến viếng đây, đến viếng thăm. Thế thì những người Cơ Đốc giáo họ hơn lên cái bức tường, tay cầm quyển kinh thánh trong bầu không khí linh thiêng và trầm mặc. Và khi đến ở đây, có cơ hội đến ở đây thì chúng tôi đã chụp một cái hình với người lính Do Thái cùng với một người bạn của tôi đi trong đoàn. Một cái địa điểm thứ ba nữa mà chúng ta thấy ở đây là nhà thờ Mộ Thánh. Nhà thờ Mộ Thánh, với những tín đồ Kitô giáo, nhà thờ Mộ Thánh, tiếng Mỹ nó gọi là Church of the Holy Sepulchre, là nơi linh thiêng nhất ở Jerusalem. Đây cũng là nơi họ tin rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhà thờ được xây lần đầu từ năm 335 sau Công nguyên, rồi sau đó bị phá hủy năm 1009 sau Chúa, và nhà thờ lớn ngày hôm nay du khách thấy đã được xây lại vào thế kỷ thứ 11, cũng là nơi đón nhận cái lượng khách hành hương khổng lồ từ khắp thế giới. Nhà thờ Mộ Thánh là công trình mang đậm nét tôn giáo, có kiến trúc rất là đẹp đẽ. Một địa điểm nữa là khu phố Armenian. Vậy thì khu phố Armenian này là cái khu vực cái người Armenian này đến ở cũng khá đông vào thế kỷ thứ 5 trước Chúa Giêsu, là một trong những khu phố chính của thành cổ ở Jerusalem. Armenian nằm ở khu vực phía tây nam, khu khách du khách có thể đi qua cổng Sion và Rafa để tới đây, nằm giữa những con ngõ nhỏ hẹp là nhà thờ Thánh Sam. Ở đó thì họ gọi là nhà thờ Thánh Sam ăn kem, và nhà nguyện Saint Mark cũng thu hút đông khách tới tham dự. Và người Armenian là một phần quan trọng của khu vực này. Hiện nay họ vẫn còn ở tại đây khá đông. Rồi đoạn đường Via Dolorosa. Đây là cái đoạn đường đặt theo tên chặng đường khổ nạn của Chúa Giêsu, nằm ở thành cổ Jerusalem. Con đường này rất dễ tới tham quan. Đặc biệt, vào thứ sáu, du khách có thể tham gia vào lễ rước của những tu sĩ dòng Francisco. Và lễ rước này diễn ra vào thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 15 giờ vào tháng 10 cho đến tháng 3, và bắt đầu 16 giờ
sẽ rước hành vào thứ sáu hàng tuần, bắt đầu 15 giờ từ tháng 10 cho đến tháng 3, từ tháng 10, từ tháng 4 cho đến tháng 9. Và chặng đường đầu tiên của con đường hiện tại được thành lập từ thế kỷ thứ 18, có 15 chặng đường, 5 chặng đường khác nằm trong nhà thờ Mộ Thánh. Rồi tiếp theo là chúng ta có thể ghé bảo tàng viện Tower of David. Nơi này còn có tên khác là Jerusalem Citadel, tức là kinh thành Jerusalem, nằm ở rìa phía tây của thành cổ. Công trình này được xây lần đầu tiên vào khoảng năm 24 trước Công nguyên, thời vua Herod. Tuy nhiên, đã trải qua nhiều lần bị tàn phá và hủy hoại. Thành David này, ngày nay du khách được thấy xây dựng từ thế kỷ thứ 14 trên nền công trình. Du khách có thể leo lên nơi cao nhất để ngắm những góc đẹp nhất về khu thành cổ. Tại đây, các buổi tối còn tổ chức trình diễn âm thanh và ánh sáng. Khu phố cổ. Khu phố cổ này gọi là khu phố Kitô giáo. Khu vực này nằm ở bắc thành cổ, lối vào cổng Rafa và ngay nhà thờ Mộ Thánh, nằm ẩn trong các con đường nhiều người ngõ ngách, là các tiệm bán đồ lưu niệm và những thờ nhà thờ đẹp khác cho du khách. Một số điểm dừng cho khách tại khu phố là tu viện Ethiopia, nhà thờ Lutheran, Chúa Cứu Thế, nhà thờ St. John. Rồi, chúng ta bước qua chỗ cái khu Hồi giáo. Bước qua cổng Damascus ở phía đông bắc thành cổ Jerusalem thì du khách như lạc vào một mê cung của các hàng quán ăn, uống, đồ thủ công, mỹ nghệ. Nếu lang thang ở đường Antoria, bạn không nên bỏ qua nhà thờ An xinh đẹp hoặc là di tích cổ về bể bơi Bethesda. Và khi đến cái khu cổ này, nhất là vào quán ăn, thì chúng ta cũng phải cẩn thận, phải hỏi cái giá trước hoặc là hỏi cái bill. Khi tôi vào đây hỏi cái bill thì cái anh mà bán hàng anh nói bill, đây là tao là cái bill. Và thưa quý vị, thường thường chúng tôi ăn một bữa có 10 đồng thôi, nhưng mà bốn người chúng tôi vào ăn xong tính tiền, họ đòi là 40 đồng một người, tức là 40 người, bốn người của chúng tôi phải trả 160 đô la. Vậy thì mỗi phần ăn như vậy là chúng ta đã mất 30 đô. Khi vào khu vực này thì chúng ta cũng nên cẩn thận, vì đó là nơi mà họ, người Hồi giáo, họ rất sức là lừa gạt. Cái điểm tiếp nữa là chúng ta lên trên cái đỉnh núi Olive. Và đây là cái hình của núi Olive. Và chúng ta sẽ thấy cái đỉnh Olive là một cái điểm thu hút du khách hành hương. Nhưng cả những người không theo tôn giáo nào cũng có thể tới để ngắm thành phố cổ với cái nhìn rộng khắp từ đỉnh núi. Như vậy thì từ đỉnh núi này chúng ta có thể nhìn khắp mọi nơi trên thành phố. Và đặc biệt ở trên này họ bán hàng nhiều, và chúng ta có thể lên trên đó cởi lạc đà. Và mỗi lần cởi lạc đà chúng ta phải trả cho 1 năm đô la.
Rồi tiếp theo là cái bảo tàng Israel. Mở cửa từ năm 1965. Khu phức hợp bảo tàng này là nơi duy nhất ở Jerusalem tập hợp và trưng bày tư liệu cả về khảo cổ và luôn cả nghệ thuật. Bảo tàng đã có một cái diện tích là 50.000 mét vuông, thu hút 800.000 du khách mỗi năm. Và trên khu đất của bảo tàng thì có một tòa nhà đơn độc gọi là đền thờ, sách chứa các tài liệu về biển chết và đồ những tạo tác, và đồng thời thấy Masada, bảo tàng còn lưu trữ nhiều bộ sưu tầm nghệ thuật của các nghệ sĩ Israel, cũng như danh họa nổi tiếng thế giới như Gauguin, Renoir, Van Gogh, v.v. Đó là 10 cái cảnh mà chúng ta có cơ hội đi du lịch thì chúng ta sẽ viếng thăm. Nguyện Đức Chúa Trời chúc phước cho toàn thể các bạn. Để rồi các bạn nhớ, nếu có cơ hội đi Do Thái thì nhớ đến 10 cái cảnh mà tôi đã đi qua và tôi muốn trình bày lại cho các bạn. Cầu xin Jehovah Đức Chúa Trời chúc phước trên công việc làm ăn của các bạn. Các bạn sẽ có để dành được nhiều tiền và chúng ta đủ tiền để có thể đi thăm viếng Do Thái là quê hương xứ sở của Chúa Giêsu. Amen.